Xin chào quý vị và các bạn, hôm nay kênh là TK Bonsai hay đánh cỏ anh Khang ở huyện Cái Sách và có review một số hoa quế mini nha bà con. Rồi chào anh Khang. Khang ơi. Dạ Khang kính chào ông bà cô chú anh chị ha, gần xa nha. Thì địa chỉ quen thuộc của Khang thì xã Thái Hội, huyện Cái Sách, tỉnh Sóc Trăng nha cô chú anh chị. Số điện thoại thì 0373389198 nha cô chú anh chị. Dạ thì hôm nay thì có 20 cây phôi nguyệt quế nha cô chú anh chị, với lại năm cái cặp nhỏ nhỏ. Dạ đầu tiên là cây số 1 nha cô chú anh chị. Cái này là cái lô này là lá nhỏ mà da trắng nha cô chú anh chị. Dạ cây số 1 chết màu. Cao 75. Cây này dáng nó cũng rất đẹp nha cô chú anh chị. Cây này dáng rất là xinh. Nhưng cái hoành nó hơi nhỏ. 29 hoành nha. Lô này lô B. Clip B nha cô chú anh chị. Đợt này về 2 clip nha, clip A với clip B thôi. Dạ cây này 700.000 cô chú anh chị. Rồi. Dạ cây số 2. Cái này là chung lô luôn nha cô chú anh chị. Lá nhỏ da trắng nha. Cây số 2. Cao 80. Hoành 32. 600.000 cô chú anh chị ơi. Cây số 3. Cao 60, cây số 3 cao 60. Hoành 29. 500 nha cô chú anh chị. Cây số 3 500.000. Dạ cây số 4. Cao 1m3 của chú vậy. Cây số 4. 26 hoành. Cây này lắc lượng nha cô chú anh chị. Rồi cây số 4 800.000 của chú anh chị. Dạ cây số 5. Giọng chữ C nha cô chú anh chị. Cây số 5. Cao 68. Hoành thân 23. Rồi cây số 5 600.000 nha cô chú anh chị. Cây số 6. Cao 99. Hoành 28. Rồi cây số 6 800.000 luôn cô chú ơi. Cây số 7. Cao 1m. Hoành thân 28. Cây này 600.000 nha cô chú. Cây này dán bài nha cô chú. Cao 1m3. Cây này gốc rất khéo nha cô chú anh chị.
29 Hoàng Thân. Rồi cây số 8 800 ngàn nha cô chú anh chị. Cây số 9 cao 60 trực bay nha cô chú anh chị. Hai mươi hai Hoàng Thân. Rồi cây số 9 600 ngàn cô chú anh chị ơi. Cây số 10 90 chiều cao. Cây này nó nhỏ mà nó khéo cây nha cô chú anh chị. Cây số 10 22 Hoàng Thân 700 ngàn cô chú anh chị ơi. Quay nó vô, quay nó vô cho gọn. Cây số 11. Dạ số điện thoại của Khang 0373389198 nha cô chú anh chị. 65 chiều cao. Cây số 11. Hai mươi sáu Hoàng Thân 600 ngàn luôn cô chú anh chị ơi. Cây số 12 64 chiều cao. Cây số 12 26 Hoàng Thân 600 ngàn luôn cô chú anh chị ơi. Cây số 13 45 chiều cao. Hai mươi lăm Hoàng Thân 500 ngàn nha cô chú anh chị. Cây số 13 cây số 14 50 chiều cao. Hai mươi sáu Hoàng Thân nha cô chú anh chị. Dạ cái này 600 ngàn nha cô chú anh chị. Cây số 15 50 chiều cao. Hai mươi bảy Hoàng Thân 700 ngàn nha cô chú anh chị. Nguyệt quế lá nhỏ nha, da trắng nha cô chú anh chị. Cái này lùng lực nha cô chú anh chị ơi. 27 chiều cao. Cái này dễ thương nha. Cái này dáng giọng chữ C đẹp. Này mini để bàn là ngon luôn á. 26 Hoàng Thân 500 ngàn cô chú ơi. Dạ cây số 17 35 chiều cao 35 400 ngàn cô chú anh chị ơi. Ủa chưa đâu Hoành. Hoành được 21 400 ngàn nha cô chú anh chị. Cây 18 lùng lực nha, giọng chữ C. Cây này rất khéo nha cô chú anh chị, nở đế luôn. 30 cao 3 tấc. Củ đế nó đẹp. Cây này rất là già cây nha cô chú anh chị. Rồi trên này đi 26 hoành. 500 ngàn luôn cô chú anh chị ơi.
lên ngay này cái. Cái 19 cao 85. Cao 85. Hoành thân 28. 600 ngàn của chú ơi. Cái số 19 600 ngàn. Xuống rồi. Rồi tới cặp nha cô chú anh chị. Cặp để này để lận cây nha cô chú anh chị. Cặp 20 ha. Cặp 20. Cái này đo hạo thôi nghe cô chú anh chị, nó cỡ cỡ nhau. Thì cô chú anh chị cứ hạo cặp một thôi, 22 hoành. Cặp này rất đẹp nha. Cặp tới số 20 là cặp nha cô chú anh chị. Cao thứ anh. Hạo cao. Cao khoảng 5 tấc lại. 45. Dạ. Rồi quay cây kia báo luôn anh ơi. Rồi, đó cái này là cặp nha. Đây, giống hệt luôn. Cũng nó tương tự nhau thôi cô chú anh chị ơi. Xếp vô đó liền. Hoành với chiều cao cũng khoảng đó ha. Khoảng đó khoảng hai mấy hoành, với cao 5 tấc, 6 tấc. Có mấy cây tàn đó thì nó hơi cao chút thôi. Rồi, 600 ngàn cặp số 20. 21. Rồi xuống đi. Cặp này số 21 nha cô chú anh chị. Ủa coi coi cái số 21 nó nhiêu tiền vậy? Hả? Ờ. Mới xách lại cái cây đó đó, mấy trăm? 600 luôn nghe cô chú anh chị, cặp 21. Rồi 22. Cây này thì nó cao hơn nha. Cái này cái phong nó cao hơn. Xuống đi. Đây cặp 22. Cặp 22 700 ngàn nha cô chú anh chị. Rồi 23. Này cặp 23 nha cô chú anh chị. Nó cũng ra cái hoành nó cũng hai mấy nha cô chú anh chị. Cặp 23 cũng 700 ngàn luôn nha cô chú anh chị. Rồi xuống đi. Rồi cặp 24. Cặp cuối clip nè. Cặp số 24. Cặp này rất đẹp nha cô chú anh chị. Rồi xuống cây đó đi. Rồi cặp số 24 800 ngàn cô chú anh chị ơi. Rồi cặp 24 là cặp cuối clip. Ê chưa, còn cây mai chứ. Dạ khiên cây mai với anh ơi. Dạ bạn quay vô luôn. Còn cây ban vàng nữa nha bà con. Nó có cây quay đó. Rồi cây mai vàng luôn. Cây mai vàng mới là cây cuối clip nha cô chú anh chị. Là 25 cây đó nha cô chú anh chị. Cao 1m3. Hoành 33. Rồi cây mai vàng 900 ngàn cô chú anh chị. Vừa đó luôn đi nè. Là cây cuối clip nha cô chú anh chị. Ra chào cái. Rồi chào bà con luôn nghe. Dạ chào cô chú anh chị ha. Thì mà mong cô chú anh chị mà xem clip thì thấy giá hợp lý thì ủng hộ Khang Khang thành thật biết ơn ha. Dạ Khang kính chào cô chú anh chị ạ. Dạ, chào anh Quốc. Rồi chào ông Khang luôn. Rồi hẹn lại gặp lại bà con cô bác ngày sau và clip sau nha bà con.